Những cơn mưa đá thường chỉ kéo dài từ 5 đến 10 phút, nhưng thiệt hại do chúng gây ra thì khó mà kể xiết. Chỉ tính riêng ở Đức, mỗi năm mưa đá gây tổn thất hàng triệu euro. Trong những năm gần đây, hiện tượng tự nhiên này tại vùng rừng đen đã giảm đi nhờ sự can thiệp của anh Marcus Dewey, người chuyên dùng dung dịch iốt bạc để xử lý những đám mây lớn khiến mưa đá khó có thể hình thành. Thông thường, tôi xịt cả bình dung dịch như thế. Công việc này khá vất vả vì phải làm giữa trời mưa, nhưng tôi quen rồi. Dewey chia sẻ, lúc nào anh cũng trong tư thế sẵn sàng. Khi được báo sắp có bão, máy bay của anh liền cất cánh để thực hiện nhiệm vụ. Sứ mệnh của Dewey là nhanh chóng làm giảm mật độ của những đám mây nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu sức tàn phá của mưa đá. Trước khi có mưa đá, bao giờ gió cũng rất mạnh. Tôi cần xịt iốt bạc kịp lúc để gió đánh mây tan đi. Có khi gió quá lớn khiến công việc trở nên khó khăn, nhất là những lúc máy bay đang ở giữa đám mây đen. Chi phí cho công việc đặc biệt này là vào khoảng 24.000 euro mỗi tháng, do các hộ gia đình, doanh nghiệp và nông dân trong vùng chi trả. Việc ngăn chặn mưa đá không phải lúc nào cũng thành công. Tuy nhiên, nếu can thiệp kịp lúc, thiệt hại có thể giảm xuống khoảng 50 đến 75%. Từ đầu năm đến nay, Marcus Dewey đã thực hiện sứ mệnh ngăn mưa đá khoảng 5 lần và phải luôn ở tư thế sẵn sàng như thế trong suốt mùa hè.